Trên hành trình nuôi con khôn lớn, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ luôn được ba mẹ quan tâm. Mặc dù luôn cố gắng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ phát triển thể chất, nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết được liệu trẻ đã ăn uống hợp lý, phát triển khỏe mạnh hay chưa. Từ năm 2007 đến nay, Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia áp dụng cách tính suy dinh dưỡng trẻ em dựa vào Z-score, đơn vị đo độ lệch chuẩn của 4 chỉ số là cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, hoặc là chiều dài nằm theo tuổi nếu trẻ dưới 2 tuổi, cân nặng theo chiều cao cho trẻ từ 0 đến dưới 2 tuổi và BMI hay còn gọi là chỉ số khối cơ thể theo tuổi với trẻ từ 2 tuổi trở lên. Đây là những chỉ số cha mẹ có thể quan tâm. Trước tiên, mẹ cần xác định 4 chỉ số của trẻ theo bảng đánh giá, cân nặng theo chiều cao, cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và BMI theo chuẩn của WHO. Sau đó, đối chiếu các chỉ số đo được với chỉ số Z-score, mẹ sẽ biết trẻ suy dinh dưỡng hay không. Ngoài ra, chúng ta cần xác định chỉ số BMI, chỉ số khối cơ thể, chỉ số BMI bằng cân nặng chia cho chiều cao nhân với chiều cao. Biểu đồ tăng trưởng tỷ lệ phần trăm BMI theo tuổi là chỉ số thường được sử dụng nhất để đo lường kích thước và mô hình tăng trưởng của trẻ em và thanh thiếu niên. Có thể thấy, chiều cao, cân nặng chính là hai chỉ số quan trọng cha mẹ cần lưu tâm. Đây là hai chỉ số cần thiết để tính toán ra các chỉ số đánh giá sự phát triển ở trẻ. Gia đình có 3 bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non. Ngay từ khi còn nhỏ, chị Hồng Anh đã luôn quan tâm đến các chỉ số phát triển của con. Gia đình mình rất là quan tâm đến vấn đề chiều cao và cân nặng của trẻ. Thường thì gia đình sẽ đo chiều cao và cân nặng cho bé định kỳ là 1 năm 2 lần. Gia đình mình sẽ căn cứ vào chiều cao và cân nặng này, chỉ số này mà phù hợp với độ tuổi của trẻ. Để các con phát triển chiều cao tối ưu cùng vóc dáng cân đối, chế độ dinh dưỡng là vấn đề gia đình quan tâm hàng đầu, đảm bảo đáp ứng dưỡng chất theo nhu cầu độ tuổi. Bạn lớn hơn sẽ có khẩu phần ăn nhiều hơn. Ăn đầy đủ 3 bữa chính và có 2 bữa phụ. Bên cạnh đó thì gia đình bổ sung đầy đủ các nhóm chất cho các con và gia đình ưu tiên hàng đầu đấy là cho con uống thêm sữa. Để các con đạt chuẩn tăng trưởng về chiều cao, cân nặng theo độ tuổi, hoạt động vui chơi giải trí, vận động thể lực theo chị cũng là yếu tố quyết định. Cùng với đó, một giấc ngủ đủ, ngon cũng đóng vai trò quan trọng. Đáng nói, tùy vào độ tuổi, chị sẽ có những điều chỉnh như bạn nhỏ nhất sẽ có thời gian ngủ nhiều hơn, các bé lớn sẽ tăng cường vận động hơn. Vận động thì gia đình ưu tiên cho các con được vận động ngoài trời, được tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng mà đối với cái thời tiết như hiện nay, ở bên ngoài rất là ô nhiễm thì gia đình lựa chọn cho các con là vui chơi ở trong nhà. Thường thì gia đình sẽ cùng con vui chơi này, ca hát này, nhảy múa này, hoặc là đọc truyện, các cái bộ môn rất là nhẹ nhàng thôi. Gia đình ưu tiên đảm bảo giấc ngủ vàng cho con và cho con được ngủ sớm. Cũng theo các chuyên gia, để trẻ tăng cường đạt chuẩn theo từng độ tuổi, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, nhiều nhóm thực phẩm được đánh giá là không thể thiếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của con. Có 4 cái nguyên tắc để chúng ta đạt chuẩn tăng trưởng cho trẻ. Ba mẹ cần lưu ý. Thứ nhất đó là đảm bảo đáp ứng các cái dưỡng chất theo nhu cầu của độ tuổi của các cháu, cân đối đầy đủ, đúng tỷ lệ. Và nếu trẻ cần bổ sung dinh dưỡng bằng sữa công thức để đạt được cái mục tiêu năng lượng, ba mẹ nên chọn các cái loại sữa có các cái thành phần tốt như bổ sung chất xơ HMO2FL. Thành phần HMO là có nhiều nhất trong sữa mẹ cùng với các cái chất xơ hòa tan FOS, GOS kết hợp với cái lợi khuẩn BB12LGG sẽ giúp phát triển hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ cái hệ tiêu hóa khỏe. Ngoài ra thì công thức nhiều dinh dưỡng như đạm whey, giàu alpha, lactan bumin dễ hấp thu, bổ sung vi chất như canxi, vitamin K2, D3, DHA giúp bé phát triển toàn diện. Thứ ba đó là vận động, thể lực, vui chơi giải trí, học tập hợp lý, giấc ngủ đủ, ngon và đảm bảo cái khoảng thời gian ngủ vàng cho phát triển thể chất và trí não.